Xin chào toàn thể các anh em đam mê PCB trên mọi miền Tổ quốc nhé. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu cho các bác về 4 cái mẫu bơm tay đang làm mưa làm gió trên thị trường các bác nhé. Đấy. Và hôm nay em có một cái món quà nho nhỏ để gửi tặng đến các bác. Em bán cho các bác một cái mẫu bơm thanh lý cho các bác giá cực rẻ nhé. Giá chỉ có 450.000 nhá. Đấy. Thì đây, em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết về 4 mẫu bơm và thanh lý cho các bác cái bơm kia 450.000 nhá. Đấy, cuộc đời thì cũng lắm ngoái hoang các bạn, rất chi là nhiều trái ngang. Cái ông khách này, ông khách mua của em cái bơm đây, cái bơm đồng hồ bé lọc ẩm bé nhá. Cái này em bán cho ông lấy 600.000. Thế đến nơi ông lại bảo, ê, cái ông lấy bơm, ông ấy bảo, ê, con này không ngon bằng cái con 800 này. Nhẹ bố khỉ tiền nào ở đấy đúng không? Em bán cái con bơm này là bơm 800 nhá các bạn. Đấy, thế ông đấy lại đi so sánh con 600 với 800 thì nó khập khà khập khiễng đúng không? Nó không cùng đẳng cấp. Vì cái này bơm bé, nó rẻ tiền thì bơm ngon nào được bằng cái bơm đắt tiền này đúng không các bác? Đấy. Ông này là ông ở đây là ông này ở Thanh Hóa các bạn. Đấy, ở Thanh Hóa, đây quê Thanh Hóa đây. Đấy, tí nữa em sẽ thanh lý cho bác nhá, 450.000 đấy. Thì xin phép các bác giới thiệu luôn về 4 mẫu bơm này nhá. Đây, lại cái mẫu bơm đồng hồ bé lọc ẩm bé bán cho bác chỉ có 580.000 nhá, 580.000 đấy. Chân là chân cánh én, không có gấp nhá. Đấy. Đồng hồ bé đây, các bác lưu ý đồng hồ bé các bác. Đôi khi các bác mua, các bác lưu ý cho em, đồng hồ bé nó chỉ bằng ngón tay cái thôi nhá. Còn tinh cái đồng hồ kia nó siêu to khổng lồ các bác nhá. Đấy. Không đến nơi các bác lại nhầm lẫn. Anh em mua bán thì nó cũng chỉ muốn là đầu xôi đôi đọt các bạn. Đấy, cái cây bơm bé này bao cho bác bơm khoảng 180 cân đến 230 cân nhá. Đấy. Anh em dùng thì anh em mua thì gọi điện ba đầu số của shop nhá. Bên em luôn luôn ship code COD đồng kiểm, các bác kiểm tra hàng cái hàng trước khi nhận nhá. Hàng đúng như mô tả, đúng chất lượng thì các bác lấy. Đấy. Và bảo hành cho bác lỗi đâu đổi đấy nhá. Các bác kiểm tra hàng. Tiếp theo giới thiệu anh em cái mẫu bơm cao cấp hơn. Cao cấp hơn thì có cây bơm đây, đồng hồ to à, lọc ẩm bé này. Cái này là hiệu FB con báo nhá, chân gấp này. Đấy, chân gấp rất chi là xịn sò. Đấy, con này thì đồng hồ là đồng hồ dầu 50 MBA các bác nhá. Các bác lưu ý bây giờ trên thị trường rất chi là nhiều loại đồng hồ lỗ cộ lắm, 30 40 cũng có, nhưng mà xịn sò nhất bây giờ chỉ có 50 MBA đồng hồ dầu các bác nhá. Đấy. Cái cây bơm này là bơm nhựa nhá, hiện tại đang ở bên em bán với giá công khai cho các bác là 780.000 nhá. Chỉ có 780.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé. Cái này thì bao cho các bác bơm khoảng độ tầm 200 đến 250 cân nhé, cây bơm nhựa này. Đấy, các bác nào muốn mua thì gọi điện đến ba đầu số của shop và em ơi bán cho anh một cây bơm 600 này giá 580 nhé, hoặc một cây bơm nhỡ là 780.000 các bác nhé. Đấy, các bác cứ nói rõ như thế là em biết các bác muốn lấy cái dòng bơm nào nhé. Còn giá cả em thông báo như này là nó có thể lên xuống tùy theo từng thời điểm các bác nhé. Đấy, lúc nào lên bán lên, lúc nào xuống bán xuống. Đây, giá cả em cập nhật ngày hôm nay là nó như thế các bác nhé. Đấy. Còn ví dụ ngày sau nó xuống thì em lại bán xuống nữa cho bác. Ví dụ nó lên thì lại bán lên cho bác. Đấy. Tiếp theo giới thiệu cho bác cái cây bơm xịn sò đi. Đây, đồng hồ là đồng hồ to các bác nhá. Lọc ẩm to nhá. Cái này là bơm bản đặc biệt nhá. Bản đặc biệt hiệu FB này. Cái này đặc biệt ở cái gì thì em giới thiệu cho bác luôn. Chân thì là chân gấp nhá. Đồng hồ dầu 50 MBA. Đấy, cái này bơm cực nhanh cực nhẹ nhá. Nó đặc biệt là ở chỗ này các bác. Đấy, cái này là bơm đồng hồ to màu đen bản đặc biệt, con này là bơm khá là nhanh và nhẹ nhá. Con này là chống nóng các bác nhé. Mẫu bơm này là mẫu bơm chống nóng của bên em. Cái hàng này là hàng em đặt từ công ty, họ sản xuất theo yêu cầu riêng của em các bác nhé. Đấy. Còn cái mẫu bơm như này trôi nổi trên thị trường rất nhiều nhưng mà nó không có những cái đặc tính chống nóng, bơm nhanh, bơm nhẹ nhé. Đấy, cái này giá 900.000 các bác nhé. Đấy. Chân gấp cánh én, cái này bao cho các bác bơm khoảng độ tầm 300 đến 350 cân trên một nốt nhạc các bác nhé. Đấy. Các bác nếu mà điều kiện của mình dư giả mình lấy cây bơm 900 này bơm cực kỳ là ok và ngon lành cành gạo. Đấy, tiếp theo giới thiệu anh em cây bơm tiếp theo này. Đây là cây bơm đồng hồ to, lọc ẩm to này. Hiệu AG các bác nhé. Đấy. Hiệu AG thì hiện tại cây bơm này cái loại này là đồng hồ bọc nỉ các bác nhé. Đồng hồ bọc nỉ, lọc ẩm to. Cây bơm này bên em bán cho các bác giá 800.000 nhá, 800.000 đồng hồ to lọc ẩm to. Nếu các bác là điều kiện dư giả mình lấy cây bơm này 900. Đấy. Tất cả các giá này em báo cho bác là đều bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. Đấy, em sẽ thanh lý cho các bác cây bơm này 450.000. Đã nói là làm, đã làm là làm tới cùng các bác nhé. Đấy. Đấy, ông này đi mua cái cây bơm có 600 về ông so sánh với cây bơm 800 các bác. Đấy, một trời một vực thì nó khác nhau hoàn toàn đúng không? Đấy, bơm này thì em cũng mới nhận về, chưa bóc ra. Đây, bây giờ thì các bác nào xem video nhé, các bác thực sự cần hàng thì các bác alo cho em, chứ các bác đừng có thích thì gọi đặt em gửi đến rồi lại không nhận, mất công mất việc của em gửi đi là mất tiền các bạn. Đấy, mất tiền chứ không phải không. À, thằng cha này nó lấy mất của em túi rong sim rồi các bạn. Mẹ cha cái bọn này nó lấy mất của em túi rong sim.
không thả vào đây cho em. Đấy, xem hàng rồi, đây là đã xem hàng rồi các anh nhá, bóc ra rồi nhá. Đây gửi lại cho em thiếu cái túi rong sim các anh nhá. Đấy, thiếu cái túi rong sim. Đấy, đây hàng thì nó chỉ có như này thôi các anh nhá. Đấy, đây cái này chân thì vẫn còn này. Đấy, lọc ẩm vẫn còn này. Thiếu của em túi rong sim nhá. Thằng cha này nó trâu trâu của em túi rong sim, có khả năng là nó hỏng bơm nữa. Hỏng bơm xong nó gọi điện đến nó đặt em cái bơm nó trộm mất cái túi rong sim đấy. Nói chung là những cái thành phần này thì em cũng chưa bao giờ đánh giá cao không anh. Những thành phần này chưa bao giờ đánh giá cao. Mình đã là một người chơi BCB, mình là người nhắm chơi. Nhắm chơi là mình sẽ chấm chịu đúng không các bác? Đấy. Đây, không đặt hàng đến, không thèm nhận người gửi về thiếu của em cái túi rong sim cơ nhá. Đấy. Lại còn một cái cà lê đa năng cũng thiếu nhá các bác nhá. Đấy, thiếu cái cà lê đa năng. Đấy. Lại trôm trôm mất của em cái lọ dầu nhá. Đấy, cái này nó sẽ gửi đi cho các bác có đầy đủ. Một cái cà lê đa năng đây, cà lê đa năng đây các bác đấy. Nhưng mà em bị mất cái túi rong sim và lọ dầu nhá. Mất tiền cước gửi đi các bác nhá. Đấy. Đây. Ông này là một tay súng vàng trong làng chơi BCB chuyên môn bom hàng các bác nhá. Lại còn trôm trôm của em túi rong sim và một lọ dầu. Đấy. Ông này là quê Thanh Hóa các bác. Đấy. Quê Thanh Hóa. À đây đây, túi rong sim đây. Túi rong sim đây, em chưa bỏ ra hết các bác thông cảm nhé. Đấy, các bác thông cảm. Nhưng mà thực sự là đã gọi điện nhận hàng là mình phải có trách nhiệm các bạn. Đấy, chứ không phải là thích thì đặt, không thích thì thôi. Bây giờ mình làm cái gì thì làm. Gửi đi, không nhận, em mất công, mất của. Người ta mang đến ship cũng không được cái gì, mất tiền xăng, mất công. Thế gian là kiếp đọa đầy, làm gì phải đọa đầy nhau thế đúng không? Các ông có tiền thì các ông đi làm từ thiện đi. Các ông làm gì phải đọa đầy nhau như thế đúng không? Các ông sống thì phải có cái tâm một chút. Mình đã nhắm làm, mình đã nhắm chơi thì mình phải nhắm chấp nhận. Đặt hàng đến lại còn bom hàng, lại bảo bơm này nó không ngon bằng cái bơm 800. Mẹ cái bơm 800 nó đắt hơn 200.000, bơm nó chẳng ngon. Nó không ngon thì ai người ta bán đắt hơn, tiền nào của đấy. Đấy, thì đây là một cái câu chuyện em chia sẻ với các bác. Thực tế em đã va phải và chạm phải nhé. Đấy, thì các bác nào quan tâm đến bộ sản phẩm bơm nhé, thì các bác có thể gọi điện trực tiếp đến ba đầu số của shop nhé. Đấy, cây bơm này em sẽ thanh lý cho các bác 450.000 nhé. 450.000 đầy đủ phụ kiện thôi nhé. Đấy, em bán thanh lý nhé, để cắt vía. Thực ra cái giá này là em bán cho các bác là lỗ rất chi là nhiều, em nhập vào cũng chả được cái giá này đâu. Cái cây bơm này em đang bán 580-600 cơ, bán cho các bác 450.000 là lỗ rồi. Em nhập vào nó cũng hơn 500 rồi, thì trừ tiền cước mấy chục đi, nó mỗi cái nó chỉ lời khoảng vài ba chục thôi các bác. Đấy, lấy công làm lãi, chứ bây giờ có cái gì lãi được nhiều đâu các bác. Đấy, thì một video rất chi là ngắn nhé, em xin kết thúc video tại đây. Xin chào các bác, và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.